bức tranh ngoại binh trước V League 2024-25, quảng cáo có như thật. V League 2024-25 sẽ khởi tranh trong 2 tuần tới. Tâm điểm sự chú ý của chuyện nhượng vào thời điểm này là ngoại binh. Có thể thấy, nhiều cầu thủ nước ngoài được giới thiệu đã từng chơi ở những trận cầu đỉnh cao của thế giới, nhưng tất cả cần phải qua thực tế ở V League mới có thể tạo niềm tin. Tân binh Kejia Van Dorp của Hà Nội Fan Club. Hôm qua, Nam Định đã công bố thêm một ngoại binh nữa. Đó là tiền đạo cánh Lucas Silva, sinh năm 1998, đến từ Brazil. Cầu thủ này từng chơi bóng tại Brazil và Bồ Đào Nha, được kỳ vọng sẽ tăng cường sức mạnh cho nhà đương kim vô địch. Đây là ngoại binh thứ 7 của Nam Định. Trước đó, Nam Định đã sở hữu 6 cầu thủ ngoại gồm trung vệ Wander Mota, trung vệ Lucas Alves, cầu thủ đa năng Joseph Ipan, tiền vệ trung tâm Caio Kessa, tiền vệ Henrio và tiền đạo Rafaelen. Cần biết rằng Nam Định tham dự đấu trường châu lục ở mùa giải tới nên được phép đăng ký nhiều cầu thủ ngoại hơn so với điều lệ quy định cho một đội chỉ tham dự V League. Như vậy, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã hoàn toàn yên tâm chờ đón mùa giải mới bằng trận siêu cúp quốc gia vào chiều tối nay. Tương tự, Hà Nội cũng đã hoàn tất 3 cầu thủ ngoại mới hoàn toàn so với mùa giải trước, gồm tiền vệ Kejia Van Dorp, 2 tiền đạo João Pedro Sousa Silva và Augustin Chidiquen. Cựu vương CAHN tham dự đấu trường khu vực cũng đã có 5 cầu thủ ngoại gồm trung vệ Hugo Gomez, 2 tiền vệ Vital và Jefferson, bộ đôi tiền đạo Alan và Arthur. Joseph đến với Nam Định, Hải Phòng đã gấp rút tìm người thay thế. Tân binh Pinto cùng với 2 gương mặt cũ là Lucao và Biku đã giúp cho huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm có đủ 3 ngoại binh. Vấn đề còn lại là Pinto sẽ thể hiện như thế nào trong mùa giải tới. Trong lúc đó, chất lượng ngoại binh rất thấp đã khiến cho Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An nhọc nhằn ở cuộc chiến chống xuống hạng ở mùa giải vừa qua. Vì thế, Hà Tĩnh đã làm mới cả 3 ngoại binh bằng các bản hợp đồng với trung vệ Hellerson, tiền vệ Noel Bo và tiền đạo kỳ cựu Govan. Về phần mình, Sông Lam Nghệ An cũng đã công bố 3 bản hợp đồng mới gồm tiền đạo Benjamin Cucu và trung vệ Sebastian Jaracho bên cạnh chân sút quen thuộc Olaha. Hai đội bóng ở miền Trung này hy vọng những cầu thủ ngoại này sẽ làm đầu tàu tốt để không phải rơi vào tình cảnh ngặt nghèo như ở mùa giải vừa qua. Nam Định đã ký đến 7 ngoại binh. Dù vậy, không phải đội bóng nào cũng đủ ngoại binh để sẵn sàng bước vào mùa giải mới. Vì các đội rút ruột cả bộ 3 lính đánh thuê nên Bình Định phải xây dựng lại lực lượng ngoại này. Đến thời điểm này, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy còn thiếu một tiền đạo nữa sau khi đã ký hợp đồng với 2 cầu thủ gồm trung vệ Luis Encho Salaya Cuesta và tiền vệ Alisson Alves Farias. Tương tự, thành phố Hồ Chí Minh mới có 2 suất ngoại binh gồm trung vệ Mather và tiền đạo Enric. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cho biết, ông đang làm việc với một tiền đạo ngoại để đảm bảo 3 suất ngoại binh cho mùa giải tới. Trong lúc đó, mục tiêu của Bình Dương ở mùa giải tới là đạt thứ hạng cao nhất, tức chức vô địch. Nhưng đến thời điểm này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn mới chỉ có một ngoại binh là trung vệ Giang Sư Ly. Thực ra, Bình Dương cũng đã nhắm đến 2 cầu thủ ngoại chất lượng khác, nhưng chỉ khi họ đến Việt Nam và ký hợp đồng chính thức mới trở thành quân số của đội bóng miền Đông Nam Á. Cần biết rằng, Bình Dương sử dụng 3 ngoại binh cho vị trí tiền vệ và trung vệ. Trong lúc đó, hàng công đặt niềm tin hoàn toàn vào nội binh. Thành tích của các đội phụ thuộc vào chất lượng của các ngoại binh. Có thể thấy, các gương mặt mới được các đại diện quảng cáo với bản lý lịch ấn tượng. Hy vọng, các huấn luyện viên đã chọn đúng người trong việc tuyển chọn lực lượng lính đánh thuê để không phải rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười ở trong thời gian qua khi trình độ của một số cầu thủ nước ngoài không tương xứng với đồng tiền bỏ ra.